Nhưng thật sự ra cuộc sống mà đâu ai lựa chọn được đâu. Ở dưới đẩy chị lên thiên đúng không? Tự lên, lên mình phải lên. Ủa tự lên luôn hả? Mọi người bỏ chút thời gian, tâm huyết và con tim của mình để mình chọn cho cô ấy nhé.